Vì sao kỹ nữ Trung Quốc xưa luôn buộc sợi chỉ đỏ ở eo? Nhiều kỹ nữ buộc một sợi chỉ đỏ ở eo và coi nó như một lá bùa may mắn, với hy vọng sẽ giúp họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Theo quan niệm dân gian, màu đỏ là màu xua đuổi tà ma. Do đó, kỹ nữ hy vọng sợi chỉ đỏ ấy có thể giúp họ tránh xa những điều xấu xa, tồi tệ. Thậm chí, họ ước mong sẽ có thể rời khỏi kỹ viện để bắt đầu một cuộc sống mới. Bên cạnh đó, sợi chỉ đỏ đối với kỹ nữ còn được coi như một liệu pháp trấn an tâm lý, giúp họ tìm chút bình yên trong tâm hồn. Nhờ vậy, họ sẽ dũng cảm, kiên cường hơn khi đối mặt với những ngày tháng đen tối ở kỹ viện.